Trung tâm điện tử Hình Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì bên Phương Súp này có một trong những cái siêu phẩm phải nói rằng là đình đám mà được anh em chúng ta, nhiều anh em sưu tầm và lựa chọn. Và trước mắt các bác thì anh Phương đang trưng bày và giới thiệu các bác về một cặp súp kép đỉnh cao đến từ thương hiệu B3 của Đức. Đây là một trong những cặp súp kép rất hiếm gặp ở trên thị trường. Mời các bác hãy cùng ngắm nhìn về cặp súp này. Đấy, trông nó hầm hố. Đi sự kiện chúng ta đặt cái cảm xúc này nên trông nó đã có dáng, có form rồi. Trông thế này là nhà trai, nhà gái đã gọi là tưng bừng phấn khởi rồi, chứ chưa nói gì. Hoặc là ví dụ như anh em chúng ta đi phòng hát kinh doanh, ví dụ như là bình thường thì ở phòng hát thường là có cái bệ nằm như này đúng không các bác? À quên, nhầm, toàn nhầm. Phòng hát cái chỗ này là chỗ gọi là sân khấu. Em nhầm, bệ nằm. Các bác có bao giờ nằm lên trên cái súp như này không ạ? Đấy, nó phải cao ráo như này là nằm nó mới thích, đúng không? Anh em nào làm phòng hát đầu tư đôi này rất là VIP. Ở đây thì để vận chuyển cho nó an toàn thì em có nắp thêm 4 cái chân ở bên trên này để khi chúng ta có bê bưng nó dễ. Còn về nhà chắc là các bác cũng thêm bánh xe ở đây đúng không? Đi làm sự kiện này dùng bánh xe nó rất là VIP. À, con này thì cái thể tích thùng của nó cao, trông nó xinh và nó trông nó ra dáng, ra form các bác. Và đẳng cấp của chất âm đến từ Đức. Cái con này thì màng của nó còn mới tét đẹp luôn các bác. Đấy, một cái cặp súp như thế này. Đây là em đã cho vệ sinh rồi, trông nó đẹp thế này chắc là bác nào cũng thích đúng không? Thùng đây các bác này. Đấy, trông nó mới như này cơ mà. Một cặp súp kép của B3 đẳng cấp, với công suất của nó cực khủng luôn. Công suất cực khủng các bạn. Với một cặp súp này thì công suất mức độ trung bình của nó là 1000W, đánh cực đại lên đến 2000W. Độ nhạy của nó là 102 decibel. Nó kinh khủng. Và cái hệ thống kẹp của nó, các bác để ý thấy dây của nó sẽ kẹp ở đây này. Đấy. Bởi vì công suất nó rất là lớn cho nên nó sử dụng cái hệ thống jack kẹp. Thùng thì rất là đẹp. Nếu như bác nào chơi dây, chúng ta để một dàn dây đây. Hoặc là nếu không thì chúng ta có thể để gọi là hai cặp full kép lên đây. Đi làm sự kiện trông nó trang trọng và nó rất là đẹp. Bát của nó đều sử dụng củ từ 220 côn 100. Đây em quay một đôi bát em chưa vệ sinh, chưa đóng vào thì nó ở đây này. Đấy, trông cái củ bát của B3 nó giá trị chưa? Các bác nhìn củ bát của B3 B3 3 từ 220 côn 100. Tiếng bát của B3 thì nó có một cái điều rất là ấn tượng, đó là nghe rất là mềm mại, êm ái. Đây, trông nó VIP này cơ mà. Mua đôi bát này các bác. Em thề các bác bán đôi súp này thì thực ra là bán giao lưu thôi, để cho anh em gọi là giao lưu kiếm tiền, chứ còn lãi nờ gì cặp này đâu quá. Đấy. Với cặp súp này hiện tại em đang bán cho các bác với giá cực kỳ tốt. Giá của cặp súp này hiện tại đang có giá là 17.500.000 đồng tại cửa hàng, không mặc cả, không bao ship, bởi vì em không có lãi. Đấy. Gọi là bán, gọi là giao lưu, bởi vì cặp súp này nó rất là đẹp. Có mỗi một cặp, chả lẽ em không lấy. Mà em nói thật là trên thị trường nếu để bán một cặp súp kép thì thường nó có giá rơi vào tầm 21-22 triệu. Thế em bán cho các bác 17.500. Nó quá đẹp và quá xuất sắc. Đấy, còn đâu ví dụ như là bác nào ở xa thì có thể ship. Ship thì đôi này nếu mà ship thì hơi bị tốn tiền đấy các bác. Đôi này nó phải rơi vào hơn 1 triệu tiền ship đấy. Nếu mà gửi xe, ví dụ các bác nào có ở xa hơn một chút thì có thể là có xe tải chuyển đi cũng được, tùy các bác. Còn đâu thì đây coi như là một cái món quà mà anh Phương muốn dành riêng cho các bác để giao lưu cùng các bác về cái cặp súp này. Chắc chắn rằng là với cặp súp này các bác đi làm ở đâu người ta cũng khen. Em đánh em cảm thấy rất là mê cái cặp súp này. Trông nó đã sướng rồi. Trông nó đã hoành tráng rồi. Đúng không? Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay này về một siêu phẩm nữa, đó là cặp 935 đẹp mỹ mãn. Một cặp 935 thùng vách, các bác nhìn cho em, hộ em phát này.
chưa một hạt bụi, còn nguyên cả mút xốp. Uấy. Chưa vệ sinh, bây giờ mới bắt đầu tiến hành vệ sinh. Thùng vỏ của nó mướt mượt luôn. Không một hạt bụi đây, còn nguyên mút xốp này. Đấy. Bát của nó đây các bác. Còn mới lắm các bác. Chép này. Chung này. Đấy. Chung những cái hàng VIP VIP như này các bác nhìn nó sướng không? 935 đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả bao zin bao xịn cho các bác luôn. Đây. Bao zin bao chuẩn. Bát đây các bác. Mới xoay gương được. Một cặp 935 hiện tại đang có giá rơi vào tầm 31 triệu tại cửa hàng. 31 triệu tại cửa hàng. Hàng còn nguyên mút xốp. Hàng nhà em bán thì em báo giá các bác là giá công khai, cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và giá thành công khai để các bác cân đối. Còn đây là đang tiếp tục vệ sinh đôi 938. 938 cũng thuộc hàng top tuyển. 938 đời này là đời bông đen. Đấy, em cho vệ sinh sạch sẽ để các bác có mua cái này các bác về trưng bày được luôn. Bát của nó còn sáng choang như kiểu soi gương được luôn. Tất cả mọi thứ đều chuẩn chỉ. Bát chép nó mới như kiểu là của bọc xốp. Một đôi 938 bát 50 chung 25 chép kèn titan. Hàng còn mới đến mức độ gọi là trên 90%. Có giá thành rơi vào 34 triệu tại cửa hàng. Đấy. Nói chung là đến với anh Phương thì các bác sẽ tuyển được những hàng nó gần như mới luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác. Ngoài ra thì ngày hôm nay anh Phương cũng muốn để giao lưu cùng các bác. Hôm nay có một con đẩy nguồn sung. Có một con duy nhất nhé, không có nhiều. Em hôm qua em về được hai con ở sách tay về. Đó là một con nguồn sung 4 kênh 1000W một kênh. Con 4D. Con này bình thường đang có giá rơi vào 6 triệu 800 ngàn đồng. Ngày hôm nay em bán cho các bác 6 triệu không bao ship. Ship con này chắc khoảng độ 100 ngàn. 6 triệu đồng con này. Bán giao lưu các bác một con. Coi như là có một con duy nhất full shop. Bảo hành 1 năm 1000W một kênh. Có thể đánh được những cặp loa full đôi đánh thoải mái. Full đơn 40 thì hai cặp đánh ten ten ten. Mà đây là dòng công nghệ mới cho nên là nó chạy tiếng rất là hay. Mỏng mảnh gọn gàng, mạch cân HD hiệu suất rất là lớn. Và đây còn có một em nữa. Em này hôm qua cũng mới về. Em này thì chắc là phải dành cho các đại gia. Nó thuộc hàng top chân dài. Con này là con gọi là LA8X. Đây là đời 8X. Con này thì báo cáo các bác là nó không phải đẩy bình thường. Đẩy này nó là đẩy cao cấp. Đấy. Nó chạy nguồn sung. Công suất của nó là 1500W cho một kênh. Đấy. Và đặc biệt là con này nó có cái phần mềm có thể chỉnh cốt. Đấy. Chỉnh cốt được. Đây máy của nó đây này. Các bác nhìn cái con máy nó khủng này cơ mà. Đấy. Hàng xịn. Máy còn zin 100%. 4 quạt gió. Anh em nào đánh gia đình mà lên được những cái tầm như thế này mà đánh 4 kênh 1500W một kênh này đánh nó ra chất luôn. Mà nó là thuộc hàng đắt tiền các bác. LA8X. Đây là nút control của nó này. Đấy. Có chế độ cắt súp. Con này thì với giá thành của nó rơi vào hiện nay rơi vào tầm 20 triệu. Anh em nào đi sự kiện mà đánh con này thì chấm hết, nhẹ tênh. Nó chỉ rơi vào khoảng độ chục cân thôi. Nhẹ tênh nhưng mà công suất của nó khủng kinh. Mà đánh thì phê lôi rốn luôn. Có một con duy nhất, nó thuộc hàng cao cấp các bạn. Con này là mạch Class TD. Cho nên là tiếng của nó rất là sạch. Hay lắm. Hôm qua có hình, nếu không nhầm thì hôm qua có hai con em bán một con ngay lập tức. Khi mà bắt đầu đăng lên cái là bán một con ngay lập tức còn một con. Đấy, hàng này là 20 triệu. Bác nào chắc chơi biết về đẩy thì chúng ta sẽ biết được con là A8X này. Nó rất là VIP.
Ok, một lần nữa thì thay mặt trung tâm điện tử Anh Phương xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, và anh Phương cũng báo giá các bác một vài mã hàng ở trong buổi sáng. Rất nhiều hàng đẹp, chắc chắn các bác xem các bác hiểu được là hàng của anh Phương nó là tầm thế nào. Giá thành thì em nghĩ rằng là so với thị trường thì quá hợp lý, quá đẹp. Quan trọng là các bác đầu tư sớm hay muộn, đừng để hụt những cái mã nó đẹp thế này các bạn. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.